Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy mình được Chúa yêu không? Ai cảm nhận được Chúa yêu mình giơ tay tôi xem nào? Ai biết được rằng Chúa yêu mình giơ tay tôi xem nào? Dạ, cảm ơn Chúa. Hãy nhớ một điều này, Chúa yêu bạn bất luận bạn làm gì, bạn dù là ai đi chăng nữa cũng không thay đổi được tình yêu của Ngài đối với bạn. Hãy nhớ điều đó. Amen. Tôi nhớ lại có một ngày sau khi cưới vợ được 2 năm sống với nhau tại bên Nga, và tôi mới quay sang nói với tôi một ngày đẹp trời: anh ơi, hình như em thấy rằng anh yêu em hơn 2 năm trước. Tôi mới nhìn vào mắt cô, tôi nói rằng: đâu có, em yêu anh nhiều hơn chứ không phải anh yêu em nhiều hơn. Tình yêu của anh với em như ngày nào, nhưng bởi vì em yêu anh nhiều hơn cho nên em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em nhiều hơn. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Dạ. Ai đã từng một lần chứng kiến mưa rào Sài Gòn giơ tay tôi xem nào. Dạ, tôi chỉ có 4 lần vào Sài Gòn nhưng cảm nhận và nhìn thấy và chứng nhận được mưa Sài Gòn kinh hoàng lắm. Nó như đổ nước vậy, như đổ từng cái thùng nước xuống vậy. Ao 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 ao. Cơn mưa rào Sài Gòn ầm tầm tã như vậy, bạn đặt ở dưới cơn mưa rào cái gì thì cuối cùng đều đầy cái thùng mà bạn đặt dưới cơn mưa rào. Dung tích mà bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào bạn đặt dưới cơn mưa rào là cái gì. Nếu đặt dưới đó là một chén thì sẽ đầy chén, thùng sẽ đầy thùng, xô sẽ đầy xô, nồi sẽ đầy nồi. Nó sẽ cho bạn đầy, nhưng bạn nhận được bao nhiêu là do bạn đặt ở dưới cơn mưa đó cái gì. Tình yêu của Chúa đổ xuống trên đời sống chúng ta luôn luôn đầy ắp. Bạn dâng cho Ngài bao nhiêu thì bạn sẽ nhận được từ Ngài bấy nhiêu. Tình yêu của Ngài bạn nhận được phụ thuộc vào bạn dâng cho Ngài tấm lòng của bạn như thế nào. Amen. Bởi vậy chúng ta hãy quay sang người lân cận nói rằng: Chúa yêu chúng ta vô cùng. Cảm ơn Chúa. Mọi người có nhìn thấy các con chúng ta nhảy múa tại đây không? Dạ, hôm nay nó bị thiếu mất gần một nửa. Và thường trẻ con đó, nó bị thiếu đó, nó cảm thấy nó mất hứng. Nhưng con của chúng ta đã dạy chúng ta một bài học như lời Chúa nói đó: hãy đổi và trở nên như con trẻ. Những kẻ nào giống như con trẻ này sẽ được hưởng được thiên đàng. Bọn trẻ con vừa rồi, nó không phụ thuộc vào ai nhảy cùng nó hay không nhảy cùng nó, nó vẫn ca ngợi Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Amen. Thế nên chúng ta hãy học tập con trẻ của chúng ta. Bất luận gặp thời hay không gặp thời thì chúng ta hãy vỗ vai con của mình và nói rằng: nào đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Dù hàng xóm không đến nữa, dù bên phải không đến nữa, dù bên trái không đến nữa, nhưng nhà của chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng và hầu việc một mình Ngài mà thôi. Amen. Dâng hiến cũng là một sự tôn vinh. Hát ca ngợi Chúa là một sự tôn vinh. Hầu việc Chúa là một sự tôn vinh. Đứng sau camera kia, bất cứ điều gì bạn dâng lên cho Ngài, đó là một sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Amen. Vậy cho nên bất kỳ công việc gì, dù nhỏ cho đến lớn, cái đó là chúng ta dâng lên cho Ngài, chúng ta tôn vinh Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người một đề tài. Đề tài này đó là xương sống của tin lành. Nó là một phần đầu tiên của bài giảng trên núi. Bài giảng của tôi có tựa đề tôi gọi gì cho nó hợp lý và ngắn gọn: phước cho ai, ai sẽ nhận được phước, hay phước cho người nào. Chúng ta cùng nhau xem cái chương đầu tiên Matthew đoạn 5 nói với chúng ta về điều đó. Hãy nhớ Matthew là một người Do Thái. Nghề của ông ta là nghề thâu thuế. Ông này là một đối tượng mà người Do Thái rất là ghét. Họ ghét bất kỳ một con người nào mà làm việc cho người La Mã, là kẻ đô hộ dân Do Thái. Cho nên Matthew là một đối tượng mà người Do Thái cực kỳ ghét, vì ông ta là người Do Thái mà lại làm thuê cho người La Mã. Ông ta là người có học và là người rất là cẩn thận, vì ông ta tính toán sổ sách thâu thuế cho nên tỉ mỉ, chi tiết, và là người có học. Khi Chúa kêu gọi ông ta đi theo Ngài,
Nhớ câu chuyện Martha đang ngồi để thâu tiền, thâu thuế của người khác. Chúa Giêsu đi ngang qua và nói rằng: Martha, hãy theo ta. Kinh Thánh chép rằng ông Martha bỏ mọi sự. Hãy nhắc lại cùng tôi từ bỏ mọi sự. Ông ta bỏ tất cả những cái mà ông ta đang có hiện tại, vai vế, tiền bạc. Ông ta đứng dậy và theo Ngài. Ông ta mang theo hai điều. Một là cái bút để mà viết được sách Matthew mà bạn đang có. Hai là năng lực mà ông ta đang có. Hãy nhớ này, Chúa không loại bỏ năng lực của bạn nếu như bạn không coi đó là thần tượng của bạn. Ngài không loại bỏ giọng ca của bạn, Ngài không loại bỏ những tri thức mà bạn học được trong cuộc đời vừa rồi. Nhưng nếu như bạn đặt cái đó là thần tượng để bạn kiêu ngạo hơn những người khác, thì cái đó là điều vô cùng kinh hoàng dành cho bạn. Mà thường mang theo cái cây bút, mang theo khả năng tỉ mỉ chi tiết của mình để chúng ta có Matthew ngày hôm nay. Sách Matthew là viết cho người Do Thái. Chúng ta có bốn tin lành và mỗi sách tin lành đều viết cho một đối tượng. Matthew là được viết cho người Do Thái, sách Mark được viết cho người La Mã, còn Luca là viết cho người Hy Lạp. Cho nên ở trong mỗi một sách đó đều có một đối tượng đặc biệt. Sách Giăng là viết cho hết thảy những người tin Chúa sau này, những người ngoài. Bởi vậy cho nên khi đọc Kinh Thánh Matthew, chúng ta được biết rằng nhiều sứ điệp ở trong này muốn bộc lộ Giêsu là đấng Messiah từ trời tới với dân Do Thái. 16 lần trong Matthew nói rằng để ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua các đấng tiên tri, 16 lần khẳng định rằng những điều gì mà Cựu Ước nói về đấng Messiah nay được ứng nghiệm thời kỳ Tân Ước này. Bởi vậy cho nên chúng ta cùng nhau xem lời dạy đặc biệt của Chúa Giêsu, bài giảng trên núi được gọi là lời công bố cho các sứ đồ. Nào chúng ta cùng nhau mở Thánh Kinh Matthew đoạn 5. Sẵn sàng mang theo Kinh Thánh chưa? Đừng trông cậy vào kỹ thuật trên màn hình nhé, bởi vì hiện đại là hại điện. Thành ra khi mà mất điện một cái đó là chúng ta sẽ không có chữ ở trên màn hình đâu. Cho nên luôn luôn, kể cả ban kỹ thuật chuẩn bị câu Kinh Thánh, thì chúng ta cứ sẵn sàng mang theo quyển Thánh Kinh bên mình. Amen. Mỗi người có một quyển Thánh Kinh. Đó là một khẩu súng của bạn riêng. Hãy sử dụng cái khẩu súng riêng của bạn thật thuần. Và như vậy sẽ không phụ thuộc vào xung quanh. Tất nhiên có trên màn hình để chiếu lên, nhưng bạn mà có quyển Thánh Kinh riêng của bạn đó, nó tốt hơn. Để sau này khi bạn đọc, bạn dở ra bất kỳ trang nào, bạn đều có thể tìm được nó. Nào chúng ta cùng nhau xem Matthew đoạn 5 từ câu 1. Bài giảng có tựa đề là phước cho ai. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng. Lời Chúa nói rằng khi Ngài nhìn thấy đoàn dân đông, Ngài lên trên núi. Vì sao phải lên trên núi? Bây giờ chúng ta có loa, và loa này chỉ cần đứng chỗ này phát ra cho cả một đám đông 400-500 con người nghe thấy. Nhưng ngày xưa Chúa Giêsu giảng không có loa, mà đoàn dân thật là đông. Cho nên Ngài phải tìm một cái chỗ để ngồi trên núi cao mà giảng xuống. Khi nói như vậy đó thì những người ở phía dưới này họ đều nghe cả. Thật ra Ngài chọn một địa điểm cao để ngồi và giảng. Thánh Kinh chép rằng khi Ngài đã ngồi, môn đồ đến gần, Ngài bèn mở miệng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ngồi. Là chúng ta không hiểu vì sao từ ngồi quan trọng ở trong mạch văn này. Tất cả những người rabbi, thầy dạy luật ngày xưa, khi họ ngồi là lúc mà bắt đầu họ giải thích điều mà họ lúc đứng công bố. Nếu bạn nhớ sách Luca đoạn 4, Chúa Giêsu mở Esai ra, Ngài đứng và đọc: thần của Chúa ngự trên ta, để ta giảng tin lành cho kẻ nghèo. Sau khi Ngài đọc xong rồi, gấp sách lại trao cho người giữ nhà hội, Ngài bèn ngồi. Kỳ Thánh chép rằng Ngài ngồi, và hết thảy những người vừa nghe xong họ nhìn Ngài để đợi từ miệng thầy dạy luật giải thích câu Kinh Thánh mà ông ta vừa đứng công bố. Khi đứng để công bố, còn lúc ngồi là người đó bắt đầu giải nghĩa điều mà ông ta vừa mới công bố. Thế cho Chúa Giêsu Ngài ngồi cái chỗ đó, mọi người biết rằng Chúa bắt đầu nói điều quan trọng. Amen. Tiếp theo này, Ngài bèn mở miệng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ mở miệng. Bạn có một cái miệng
không phải chỉ là cho vào nhá, mà còn có những cái từ đây đi ra. Hãy nhớ này, cái miệng này không phải tạo ra chỉ để ăn, mà nó còn được tạo ra để mà nói nữa. Thành ra chúng ta có thể kiểm soát cái miệng này, kể cả lúc nó vào và lúc nó ra nữa. Khi Thánh nói rằng Chúa Ngài mở miệng, có nghĩa là con người chúng ta được quyền kiểm soát được cái cửa này, này. Có nhiều người nói một hồi xong người ta trách một hồi, chị nói rằng tôi không biết tôi nói cái gì, nó có tuôn ra mà tôi không biết tôi nói cái gì. Thật ra tôi không chịu trách nhiệm cái gì mà tôi nói. Tôi nói liên thuyên tôi không biết tôi nói cái gì. Không, chúng ta được quyền kiểm soát cái miệng của chúng ta. Chúa nói khi thấy chấp rằng Ngài bèn mở miệng, có nghĩa là có những lúc Ngài quyết định đóng miệng lại, không nói nữa. Philát đòi Chúa phải trả lời, Chúa nhất định không nói. Có những lúc mà chúng ta cần phải học cách im lặng. Amen. Có người họ nói câu nói hay, họ nói rằng con người chúng ta 2 năm học nói, nhưng 40 năm học im lặng. Thật ra thường bắt đầu ngoài 50 tuổi bắt đầu mình mới thấy dễ im lặng, dễ nhịn nhục hơn. Còn cái tầm 20-30 đó là không kìm được, nó tức nó ảo ra. Thật ra trong đó là cái thời gian đó là đang tập im lặng. 2 năm tập nói, còn 40 năm chúng ta tập im lặng. Và người nào biết im lặng đúng lúc và kìm giữ được mình là người thành công. Thành ra Chúa mở miệng và Ngài truyền dạy, sống chết nằm ở quyền của cái lưỡi. Cho nên mình cần phải đóng miệng lại khi mà sự chết đi ra, không được phép. Bạn cần phải gìn giữ cái miệng của mình để nó có quyền. Thì lúc bạn biết rằng cái lời mà nói ra từ sự cay đắng, bạn cần phải dán miệng mình lại, không thể nói được nữa. Nó chỉ được phát ra ơn phước mà thôi. Amen. Đừng có rủa xả, hãy chúc phước mà thôi. Amen anh chị em. Quay sang người lân cận nói rằng mở miệng và đóng miệng nhá, nhớ mở miệng và đóng miệng nhá. Có nhiều người bị phạt vạ cái miệng của mình bởi vì không biết đóng lúc nào, không biết mở ra làm sao. Lúc cần đóng thì mở, lúc cần mở thì đã đóng. Cái đó là cái nguy hiểm. Amen. Sao mọi người cười tươi thế, đụng vào cái này như thấy giống giống mình quá nhỉ. Có những người cười rung cả bụng thế kia nhá. Hãy nhớ điều quan trọng lắm, cái bài giảng mở miệng và đóng miệng là một bài giảng khác. Ngày hôm nay chúng ta học về phước nào, nhưng mà phước lại đến từ cái miệng đó, nhớ nhá. Phước đến từ cái miệng đó, rủa xả có đến từ cái miệng đó. Cái miệng quan trọng lắm anh chị em. Hãy nhớ miệng Chúa tạo ra không phải chỉ để ăn mà còn để nói nữa. Thầy giáo Chúa nói rằng tất cả những cái nào vào con người chúng ta không nguy hiểm bằng cái gì ra khỏi chúng ta. Cái vào chúng ta có thể rất là dở, nó đau bụng một chút mà thải ra chỗ kín nhiệm. Nhưng cái gì mà từ trong lòng chúng ta, sự gian ác, độc địa, tham lam, ganh tị đó, nó ra khỏi miệng chúng ta này, nó giết chết những người nghe và giết chết chúng ta nữa. Thành ra cái gì xảy ra với chúng ta không quan trọng bằng chúng ta phản ứng nó như thế nào. Cho nên hãy quyết định đóng miệng khi cần phải đóng, mở miệng khi cần phải mở. Amen. Nào, tiếp tục đọc câu số 3. Phước cho người nào? Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Hôm nay chúng ta học 8 cái phước. Và phước đầu tiên, lời Chúa nói rằng phước. Cái phước này, hãy vỗ tay cho người Leipzig. Cảm ơn Chúa. Cái phước này nó có hai nghĩa. Một là phước cho những kẻ có điều kiện đằng sau, nhưng có một nghĩa khác là một cái sự khen ngợi. Ô thật tốt đẹp, ô thật phước cho những kẻ nào có lòng khó khăn. Giống như ô cô này xinh quá, ô người này thông minh quá, ô đứa bé này ngây thơ quá, ô thật tốt lành khi thấy sự sáng. Nó giống như là một cái điều mà ca ngợi vậy. Và lời Chúa nói rằng phước, ô thật là phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Hãy nhắc lại cùng tôi từ lòng khó khăn. Không phải phước cho những kẻ khó khăn nhá. Khó khăn đây là nghèo, khó khăn đây là khổ. Khổ nghèo không được phước. Nhưng mà nói về lòng cơ, mọi người để ý không? Đâu rồi? Câu số 3 này, phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Lòng khó khăn là gì? Là nhận biết thân phận tội lỗi của mình. Không kiêu ngạo, không nhìn người khác bằng một nửa con mắt. Lòng khó khăn giống như người con trai hoang đàng. Nó trước đây trông cậy vào tài sản của nó,
của tiền bạc mà cha nó để lại. Nhưng sau khi nó hiểu ra một vấn đề rằng khi nó trông cậy và nhờ cậy vào tiền bạc, nó phải sống với heo, nó còn thấp hơn cả lợn. Thành ra nó mới quyết định rằng nó không còn trông cậy vào tài sản nữa. Nó nhận biết rằng ta đây là con của cha ta mà lại ở khổ thế này à. Nó nhận biết rằng nó cần phải rời khỏi cái trông cậy về tài sản mà bước vào mối quan hệ với cha của mình. Nó không còn nghĩ rằng nó là tất cả nữa. Lòng khó khăn là như vậy đó anh chị em. Bởi vậy cho nên lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Những người mà trong lòng nhận biết sự khốn nạn, hết hy vọng, không còn tin cậy vào bản thân của mình nữa, mà chỉ đặt lòng tin cậy vào nơi Chúa, thì người đó sẽ được hưởng nước thiên đàng. Amen. Cái này gọi là người có lòng khiêm nhường đấy, không kiêu ngạo. Người có lòng khiêm nhường thì Chúa ban ơn cho. Amen. Anh chị em có vui không? Hơi mệt mệt đúng không? Quay sang lên cận nói rằng chúng ta là những người có lòng khó khăn. Amen. Lòng khó khăn là không cậy vào vật chất, không cậy vào thế gian, mà cậy vào mối quan hệ với cha của mình. Cần phải bỏ thế gian để mà dính với cha. Và khi con người hạ mình như vậy thì nước thiên đàng là của những kẻ đó. Câu 4, phước cho những kẻ than khóc thì sẽ được an ủi. Hãy nhắc lại cùng tôi, than khóc. Khi thành công người ta ít khóc lắm, chỉ có khi hoạn nạn thì con người đó mới hay khóc. Hoạn nạn tưởng rằng là tội, nhưng hoạn nạn nhiều khi là tốt cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu khi thành công, phép lạ dấu kỳ xảy ra, đám đông luôn chạy theo Ngài. Nhưng khi hoạn nạn xảy ra với Ngài rồi thì hoạn nạn luôn luôn giúp bạn, cho bạn cái nhìn trong đám người đi theo bạn trong lúc bạn hoạn nạn. Tách ra hai nhóm người, một nhóm người đi theo bạn vì bạn có cái gì, và khi hoạn nạn xảy ra tước khỏi bạn điều bạn đang có thì nhóm người đó sẽ bỏ bạn. Còn nhóm thứ hai đi theo bạn vì là bạn, thì khi bạn không còn những khả năng bạn đang có nữa thì họ vẫn đứng bên cạnh bạn. Thế ra hoạn nạn đôi khi rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ nó lọc khỏi bạn những con người không phải là bạn của bạn. Amen. Hoạn nạn có một điều nữa là khiến chúng ta khóc than cho những gì mà sự thật chúng ta bây giờ mới nhìn thấy, điều mà trước đây không nhìn thấy. Nhưng khi xảy ra hoạn nạn, bạn mới được mở mắt để nhìn thấy nhân loại này nhiều cái gian trá lắm. Khi bạn khóc như vậy, bạn mới chạy tới với Chúa để kêu, và Chúa là đấng sẽ an ủi bạn. Lời than khóc này nó nói về sự ăn năn. Bởi vậy cho nên có người họ nói rằng mặt trời và ánh sáng lâu khiến cho đất trở thành sa mạc, nhưng mưa đổ xuống khiến cho những hạt mầm được nảy lên. Ở đất đã có sẵn những hạt mầm, nhưng vì không có mưa cho nên nó không mọc lên được. Thật ra đôi khi nước mắt của bạn lại là cơn mưa để cho những hạt mầm trong tâm hồn của bạn nó được nảy. Amen. Thật ra sự than khóc đôi khi nó quan trọng trong đời sống của bạn lắm. Có những hạt mầm đang ở trong đời sống của bạn, nó sẽ được nảy. Than khóc về tội lỗi, than khóc về sai lầm, than khóc về tính xấu dẫn bạn tới sự ăn năn, và chắc chắn Chúa sẽ an ủi những kẻ than khóc. Câu 5, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Hãy nhắc lại cùng tôi từ nhu mì. Nhu mì và nhu nhược là hai từ khác nhau. Nó cũng là nhỏ nhưng mà tính cách của nó khác nhau. Chúa nói rằng phước cho những kẻ nhu mì. Định nghĩa nhu mì là gì? Nhu mì là sức mạnh được kìm nén. Kẻ nhu mì không phải không có quyền năng, nhưng kẻ nhu mì biết kìm sức mạnh của mình để mà phát ra đúng chỗ. Kẻ nhu mì không phải là không có tài ăn nói, nhưng kẻ nhu mì biết bịt miệng của mình lại, không cãi lộn với những kẻ cãi lộn, không cạnh tranh với những kẻ say rượu, biết im lặng lúc cần phải im lặng
Biết nói lúc cần phải nói, kẻ nhu mì là như vậy. Amen. Ai là người đã từng một lần sử dụng bật lửa, giơ tay tôi xem. Dạ. Dạ, lửa ở bên trong nó rất nhiều lợi ích và nó cũng rất nhiều tai hại. Nếu lửa đó mà không biết kìm nén, nó cứ cháy bất kỳ chỗ nào nó cháy là cháy cả nhà. Còn nếu biết kìm nén, biết sử dụng nó thì nó làm cho nồi nước của bạn được sôi, bánh chưng của bạn rèn. Và cái lửa đó đó, nó rất là mềm, có thể làm cho thép cháy thành nước. Amen. Ai đã từng sử dụng nước trong cuộc đời để giơ tay tôi xem nào. Ok. Nước, nước rất là mềm đó, nước chảy như vậy này. Nước đó là hình bóng của sự nhu mì. Nước chảy, đá cũng phải mòn. Thầy ra hỡi những người chị em, những người làm vợ, bạn có một sức mạnh kinh hoàng. Sức mạnh đó không cần phải nói nhiều, mà nó cứ mềm mại, nó chảy như vậy. Lòng cứng của chồng nó cũng phải mòn nữa cả. Nhưng mà cái nước đó mà không biết kìm nén, nó mà trở thành sóng thần là chết cả lút đấy. Mọi người hiểu không? Fukushima đó, nó cháy, nó đập cả mấy cái thành phố ven biển của Nhật Bản. Thành ra nhu mì nó không phải là kẻ nhu nhược. Nhu mì không phải không có sức mạnh. Chúa Giêsu nói ta là đấng nhu mì, ta là đấng khiêm nhường. Ngài có sức mạnh, nhưng Ngài biết kìm nén sức mạnh đó. Amen. Khi Simon lấy cái dao chém đứt tay kẻ đầy tớ của anh em, Chúa nói hãy cất ngay gươm vào vỏ. Ta có thể sai 12 đạo thiên binh đến cứu ta, nhưng để hoàn thành chương trình cứu rỗi, cho nên bây giờ sức mạnh của ta phải kìm nén. Bởi vậy cho nên hỡi những con người nhu mì, xin Chúa cho chúng ta sức mạnh ở bên trong này, biết kìm nén. Amen. Người đàn ông có sức mạnh từ bên trong, kìm nén, không la hét, không quát mắng vợ của mình. Người làm vợ có sức mạnh từ bên trong, hãy biết kìm nén, không chửi chồng đánh con, không đá thúng đụng nia, không giận cá chém thớt. Amen. Và lời Chúa nói này, kẻ nhu mì sẽ hưởng được đất. Đất đây là lòng người. Đất không phải chỉ là tài sản vật chất đâu, mà nó là lòng người. Chúa Giêsu tấm gương của sự nhu mì. Cho nên bây giờ hơn 2 tỷ người xưng Ngài là Chúa đời sống của mình. Và chính Ngài mà bao nhiêu hoàng đế, bao nhiêu lãnh chúa phải xưng Giêsu là Chúa đời sống của họ. Cho nên phước cho những kẻ nhu mì sẽ thu phục được lòng người. Amen. Amen anh chị em. Bởi vậy cho nên không phải cứ to miệng là có sức mạnh đâu. Không phải cứ to miệng là có sức mạnh đâu. Lắng nghe nhìn này. Lắng nghe nha. Tiếng kêu thứ nhất, tiếng kêu thứ hai này. Mọi người nghe thấy chưa? Cái nào rỗng ở bên trong đó thì nó kêu như vậy. Còn cái nào mà có cái gì ở bên trong rồi, nó không cần kêu to nữa. Thế ra hỡi kẻ nhu mì, không cần phải la to nữa. Bạn hãy cứ thế mà sống thôi. Amen. Bạn cũng không cần phải thanh minh, cứ thế mà sống thôi. Sớm muộn gì thì điều mà kín giấu ở trong lòng của bạn nó sẽ lộ ra. Cái gì mà nói thầm ở trong phòng kín, nó sẽ công bố ra sân vận động. Cái gì mà khôn ngoan giấu, nó sẽ lòi ở chỗ khác. Thành ra không cần phải kêu to. Amen. Mà cứ thế mà sống thôi. Amen. Dạ, người nào khát nước, họ thích cái tiếng kêu ở phía dưới này này. Bởi vì họ biết rằng, kẻ khôn họ biết rằng ở trong cốc này có nước. Trong cốc này có nước thì nó mới kêu kiểu như vậy. Còn cái người mà dại đó, thì cái này nghe này thấy khoái lắm. Bởi vì họ tưởng rằng nó oách, nhưng mà thực sự bên trong chả có gì thì nó mới kêu như vậy đó. Thành ra hãy quay sang lên cận nó rằng phải nhu mì. Kinh Thánh dạy những người làm vợ, không bởi sự dạy dỗ chồng, kể cả người chồng chưa tin đạo, nhưng chỉ qua cách ăn ở của mình là cung kính tinh sạch, là khiêm nhường hạ mình, cũng đủ cho làm cho người chồng hóa theo. Bởi vậy cho nên phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Câu 4, câu 5, câu 6 chứ. Câu 6, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Hãy gạch chân ở trong Kinh Thánh của bạn,
đói khát sự công bình, chứ không phải là phước cho những kẻ đói khát. Đã đói và khát là không được phước rồi. Tôi nói đây không có nghĩa là có những người ví dụ như Phaolô chấp nhận sự đói khát vì danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chấp nhận trần truồng đói khát vì để cứu mạng sống chúng ta. Nhưng mà có những cái đói khát là do sự thiếu hiểu biết. Đói khát là do những cái mà chúng ta làm sai lời Chúa, sống trong tội lỗi, những kẻ ở trong tù vì tội của mình, bị đói, bị khát. Và đây lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Sự công bình khi con người tìm kiếm bằng được thì người đó mới được phước. Thành ra lời Chúa nói rằng trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và gì? Và sự công bình, thì mọi sự khác Chúa sẽ ban cho. Thành ra kẻ mà sống vì sự công bình đầu tiên hơi thấy thiệt một chút, hơi mới thiệt một chút. Nhưng mà Chúa là đấng quan tòa nhìn thấy mọi sự đó. Thành ra lời Chúa luôn luôn đúng. Hãy sẵn sàng trả giá cho sự công bình. Chúa nói phước cho những kẻ đói khát sự công bình thì sẽ được no đủ. Cảm ơn Chúa. Tiếp theo, câu 7. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Từ thương xót ở đây không phải chỉ là lòng tốt. Thương xót ở đây có nghĩa là phước cho những kẻ đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, nhìn với cái nhìn của người đó, cảm nhận với cái cảm nhận của người đó, suy nghĩ với cái suy nghĩ của người đó. Đừng phán xét người ta vội. Lòng thương xót là như vậy đó anh chị em. Khi người ta phạm một sai lầm, đừng đứng ở vị trí của mình mà xét đoán người ta. Bởi vì bạn không nằm trong câu chuyện của cuộc đời của họ, làm sao bạn đứng ở vị trí của bạn để phán xét câu chuyện của người khác. Con cháu chúng ta bây giờ sẽ rất là ngạc nhiên, tại sao ngày xưa người ta phải dùng tay kéo pháo vào trận địa nhỉ, cùng nhau hô Zota u. Tại sao lại thế nhỉ? Máy bay trực thăng không cẩu một cái đặt quả pháo vào chỗ này thì hay biết bao nhiêu nhanh mà đỡ phải khổ không. Bởi vì các con đang sống vào thế kỷ 21. Còn câu chuyện Điện Biên Phủ đó, nó vào năm 1955, 54. Thế ra không thể lấy hoàn cảnh của các con bây giờ mà lại áp dụng so sánh vào một thế kỷ trước được. Amen. Bởi vậy cho nên tôi khuyên anh chị em đừng phán xét người khác vội. Có những cái người ta làm một cái gì đó, bạn đứng ở thế giới của bạn thấy sai lè lè, bạn thấy ơ thế này không được, ơ tại sao lại như vậy. Không, bởi vì bạn ở vị trí của bạn, cho nên bạn đứng ở vị trí này cái gì bạn thấy cũng dở hết. Ai đã từng xem đá bóng giơ tay ra xem nào. Vừa rồi đội U22 đá với lại Indonesia đúng không, không biết là kết quả bao nhiêu ông An. Ai thắng? Việt Nam thắng à? Ok, Việt Nam thắng 2-1. Ok. Người xem đá bóng bao giờ cũng là cầu thủ đá bóng hay nhất. Ui, Công Phượng đá 11 mét gì mà bắn chim à. Anh đá hay như vậy cho nên phải mua vé vào ngồi xem Công Phượng đá dở đấy. Cái người ngồi xem đá bóng bao giờ cũng chê trách 22 cầu thủ trong sân. Vì anh ta đá quá giỏi cho nên cả đời vẫn ngồi trên khán đài. Còn cái người ở dưới sân ấy, người làm việc đó, họ phạm nhiều sai lầm lắm, cho nên họ mới là người cầu thủ một trong 20 mấy người giỏi nhất Việt Nam. Còn bạn quá giỏi, chỉ chỉ trích người khác cho nên bạn mới ngồi trên khán đài phải mua vé. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, chúng ta đừng phán xét người khác khi không lồng mình vào hoàn cảnh của họ, nhìn từ trong họ mà nhìn ra, chứ đừng nhìn từ ngoài vào. Mọi người hiểu không ạ? Có những người họ cáu bạn bực tức, bạn đứng ngoài trong cuộc sống của bạn hạnh phúc, bạn dễ phán xét họ lắm. Nhưng nếu như bạn nghe họ nói chuyện 15-20 phút đi, có thể nghe một tiếng nữa đi, bạn hiểu được cuộc sống quá khứ của họ quá là kinh hoàng. Hoàn cảnh bố mẹ họ ra làm sao, may mà họ chưa phải là gái điếm đấy, may mà họ chưa phải là trộm cắp đi điếm đấy. Còn nếu mà cuộc sống của bạn mà rơi trong hoàn cảnh của họ thì bạn đã 10 lần cầm dây thừng vào rừng rồi. Bởi vậy cho nên nào,
Tôi muốn nói như vậy để không phải để phán xét chúng ta. Tôi muốn nói như vậy để chúng ta cùng nhau khôn ngoan hơn, có lòng thương xót người khác. Khi nhìn thấy một câu chuyện nào, từ từ phán xét vội, hay tới gặp họ, trò chuyện cho nó kỹ càng, đặt những câu hỏi, rồi sau đó bạn quyết định phán xét họ chưa muộn. Nhưng bạn cần phải có lòng thương xót khi thanh chấp lòng phước cho những kẻ mà dám bước vào đời sống của người khác, nghĩ cái nghĩ của họ, nhìn cái nhìn của họ, đồng cảm với họ, thì người đó được phước. Và người đó sẽ được người ta đo đúng cái thước mà bạn đo người khác như vậy. Amen. Bởi vậy cho nên lắng nghe tôi nói này, lắng nghe này. Vì sao đôi khi chúng ta phải rơi vào hoạn nạn? Bởi vì Chúa cho phép điều đó xảy ra để chúng ta dễ đồng cảm với những kẻ hoạn nạn như vậy sau này. Vì sao Chúa Giêsu, con trời, mà Ngài phải trải qua hết thảy những hoạn nạn kinh hoàng để Ngài dễ thông cảm với chúng ta? Amen. Bởi vì trên cái phước vừa rồi chúng ta được học, phước cho những kẻ thương xót, phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót là như vậy đó. Bạn cần học cách đồng cảm với những người khác, đừng phán xét họ vội. Amen. Amen anh chị em. Dạ. Tôi kể câu chuyện này đã từng kể nhiều lần rồi. Có một vị mục sư ở Ukraine phóng xe ô tô đến buổi nhóm, đi ngang qua một cái chợ. Ông ta nhìn thấy một chấp sự rất là yêu kính Chúa đang đứng bán hàng, cầm một bộ quần áo bán hàng. Ông phóng xe đến hội thánh. Một hai tiếng sau buổi nhóm bắt đầu không thấy vị chấp sự đến. Bắt đầu ông vừa giảng vừa suy nghĩ trong đầu, cái lão này tham tiền. Và trong bài giảng bắt đầu đưa lời vào để đập ông chấp sự không có mặt ở trong hội thánh. Có những kẻ tham tiền, có những kẻ bỏ buổi nhóm, có những kẻ này có kẻ kia. Và ý ở trong lòng muốn nói về cái nhân vật không có mặt tại đây. Buổi nhóm kết thúc, không thấy ông chấp sự xuất hiện. Thời gian trôi đi, 2-3 tháng sau, ông mục sư này nhận một lá thư của một cậu tín đồ trẻ đi lính ở Odessa, đi một thành phố xa, Ukraine gửi về. Cảm ơn mục sư, xin mục sư cho con gửi lời đến hội thánh làm chứng. Cậu kể lại câu chuyện cậu nợ một khoản tiền rất là lớn vì bệnh tật thế nào đó, mà không biết làm sao để trả nợ. Cậu kêu cầu Chúa ơi, con lấy tông ra tiền để trả nợ, tiền đi ốm như vậy. Cuối cùng, khi cầu nguyện như vậy, con nhận được một khoản tiền sau một thời gian từ một người chấp sự già, cái bác này trong hội thánh này này. Thế xin mục sư hãy gửi lời từ con làm chứng trước hội thánh về phép lạ Chúa làm và lời cảm ơn ông chấp sự già trong hội thánh. Ông này bảo giật mình, có chuyện gì xảy ra đây? Ông xem lại cái khoảng thời gian lại trùng đúng vào cái lúc mà ông này đứng bán hàng ở ngoài chợ. Mục sư lập tức đến nhà ông chấp sự già hỏi xem chuyện gì xảy ra. Ông chấp sự ơi, ông kể bảo khổ lắm. Chuyện này mục sư ạ, à, tôi có bao giờ bỏ buổi nhóm đâu. Nhưng mà cái buổi tối hôm thứ bảy đó, Chúa nói với tôi cái thằng đó nó cần tiền. Nó cần một khoản tiền rất là lớn, mà không biết lấy đâu ra tiền để gửi cho nó, mà không biết nói ai bây giờ để người ta hiểu. Tôi mình thấy ra trong nhà của tôi còn bộ quần áo hồi cưới đó. Tôi còn đang gầy. Mà bây giờ sau khi cưới xong, ăn uống nhiều nó phình ra. Thấy là bộ quần áo đó bây giờ lâu không mặc, nó còn mới. Tôi mang cái bộ quần áo ra ngoài chợ bán để lấy tiền gửi cho nó. Tôi cứ tưởng rằng á, bán từ sớm sẽ có người mua. Đợi mai không thấy ai mua, mà đến giờ nhóm rồi, mà bây giờ không ai mua. Cuối cùng đến khi bán được bộ quần áo rồi thì gần hết buổi nhóm. Tôi đánh mất một buổi nhóm mục sư ạ. Và cảm ơn Chúa đã đủ bán được cái bộ đó để gửi tiền cho nó. Lúc này ông mục sư đó ôm ông chấp sự già, biết điều gì xảy ra khóc. Bác ơi, bác xin lỗi, bác cho tôi xin lỗi, tôi đã xét đoán bác sớm quá. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng vội vàng xét đoán người khác vội. Amen. Ngay cả khi họ phạm tội thì cũng hãy đến trò chuyện với họ. Chúa Giêsu, người nữ phạm tội đó đến khóc, đụng vào người Chúa, nước mắt rơi lã rã dưới chân này này. Lắng nghe này, cả một đám đông đang ngồi trong căn phòng đó đang đợi Chúa giảng mà Ngài im lặng, chỉ dành thời gian cho người nữ này thôi. Bà khóc. Và những người kia xét đoán, Simon là người chủ nhà nói, ông này là tiên tri, phải biết cái người này là đàn bà xấu nết, tại sao để cho bà làm như vậy? Chú quay ra stop lại để tiếp tục cho người đàn bà này khóc. Có nhiều người họ nói rằng đó chính là Mary Magdalene. Bà ta đã trở thành một người hầu vì Chúa chọn cuộc đời của mình. Thành ra anh chị em ơi, đừng có phán xét vội. Hãy xin Chúa cho chúng ta cái tai nghe khi người ta chưa nói nữa cơ. Làm sao chúng ta thấy khi mà mắt thường không thấy, nghe mà khi người ta chưa kịp nói bạn đã hiểu được câu chuyện của họ.
Và nếu như tốt hơn, hãy đến gặp họ, đặt những câu hỏi để họ kể cho bạn nghe cuộc đời của họ, để bạn có thể bước vào thế giới của họ mà nhìn ra. Amen. Quay sang người lân cận nói, chớ phán xét. Thêm một lần nữa nói rằng, hãy thương xót người khác. Hãy thương xót người khác. Dạ. Mới gần đây tôi nhận một lá thư của một người đàn ông gửi viết thư nói, mục sư ơi, xin lỗi mục sư, bởi vì tôi phán xét mục sư 3 năm liền. Và tôi đó cũng không biết là phán xét cái gì. Đọc thêm lá thư bên dưới là, vừa rồi tôi mới nghe được trong bài giảng mục sư nó nói về tại sao mục sư không có tóc. Hóa ra là mục sư dùng tóc, mà tôi cứ tưởng rằng mục sư thích chơi đầu gấu. Yeah. Bây giờ tôi viết thư xin lỗi vì tôi phán xét mục sư 3 năm. Nghĩ rằng là tôi thích cắt cái kiểu đầu gấu. Hóa ra là mục sư bị rụng tóc ở Siberia. Yeah. Thật ra có nhiều người như vậy lắm. Anh chị em ơi, chúng ta đừng phán xét người khác vội, để sau này khi hiểu ra sự thật thì chúng ta lại hối hận. Nhưng cái dở chỗ là cái khoảng thời gian phán xét đó đã đánh mất thời gian mà chúng ta cần tiếp cận họ. Bạn sẽ được phước nhiều hơn nếu không mất khoảng thời gian đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Yeah. Ngay cả khi họ làm gì tồi chúng ta cũng từ từ phán xét vội. Có nhiều khi Chúa cho phép người ta làm sai lầm để kiểm tra trong lòng của bạn có đậy cái miệng lại đúng lúc không, có mở miệng ra đúng lúc không. Bạn tìm hiểu họ xem có cách nào giúp họ ngay cả khi họ làm tồi cho bạn nữa. Và Chúa đã đứng ban phước cho bạn ngay cả sau đó nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi tiếp. Câu số 8. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Tôi muốn chúng ta cùng đồng thanh đọc câu số 8 nào. 1, 2, 3. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không hề nói rằng phước cho những người đeo kính sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không hề nói rằng phước cho những người có mắt sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Có những kẻ mù mà vẫn thấy được Đức Chúa Trời, còn những kẻ sáng mắt chưa chắc đã thấy được Ngài. Lời Chúa nói đây làm sao thấy được Đức Chúa Trời? Yuri Gagarin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên, khi quay trở lại mặt đất, người ta nói rằng, thưa đồng chí Gagarin, trên vũ trụ đồng chí có thấy Chúa không? Ông nói rằng tôi không nhìn thấy Chúa vì Chúa không có. Một người phụ nữ thứ hai hỏi rằng, thưa ông Gagarin, ông có biết tại sao ông không thấy Chúa không? Ông trả lời rằng tôi không biết. Bà nói rằng, bởi vì Kinh Thánh của tôi nói rằng chỉ có những kẻ có lòng trong sạch thì mới thấy được Đức Chúa Trời. Việt Nam chúng ta có một vị vua tên là Duy Tân. Ông là một người muốn khởi nghĩa lật đổ thực dân Pháp. Khi ông lên ngai khi 7 tuổi, trong lúc tuổi thiếu niên, một lần đi tắm, ông hỏi những người cận vệ của ông ấy rằng, tay bẩn lấy gì mà rửa? Người ta trả lời rằng, tay bẩn lấy nước rửa. Ông hỏi câu hỏi thứ hai, nước bẩn lấy gì mà rửa? Mấy người kia không trả lời được. Ông nói rằng nước bẩn lấy máu mới rửa được. Ông nói rằng cái đất nước mình đã bẩn, giặc ngoại xâm, chỉ dùng máu để mà đổi sự độc lập tự do cho Tổ quốc thôi. Và câu chuyện dừng lại ở câu hỏi thứ hai. Nhưng nếu vua Duy Tân có mặt tại đây, bà có thể hỏi ông rằng, nếu máu mà bẩn thì lấy gì rửa bây giờ? Tay bẩn có nước rửa, nước bẩn có máu rửa. Nếu máu của chúng ta bẩn, bẩn bởi cái tội của mình, thì lấy gì rửa? Câu trả lời Kinh Thánh nói rõ ràng, huyết của con Ngài sẽ rửa sạch mọi tội của chúng ta. Lòng bẩn. Ở đây nói rằng, làm sao để lòng trong sạch? Khi lòng chúng ta bẩn thì không thấy được Đức Chúa Trời được. Lòng mà trong sạch, nó chỉ nhờ huyết của Chúa Giêsu mà thôi. Bởi vậy cho nên bất cứ kẻ nào mà tiếp nhận Giêsu là cứu Chúa đời sống của mình, bất cứ kẻ nào ứng dụng huyết của Ngài trên đời sống của mình để rửa sạch tội khi xưng tội của mình ra, thì người đó khi sạch tội rồi, Kinh Thánh chép rằng người đó được tái sinh. Và những kẻ được tái sinh sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Amen. Tôi có cái điện thoại này. Muốn nghe được bố mẹ tôi từ Việt Nam gọi điện thoại sang đây, tôi cần phải có cái điện thoại. Và để có điện thoại vẫn chưa đủ, nó phải có điều kiện đủ nữa là có một cái SIM card ở trong cái điện thoại này. Phải có điện thoại tương xứng với điện thoại Việt Nam mà bố mẹ tôi có, để mạng nó mới nối được với nhau.
Và để nghe được nó phải có sim card. Thật ra để thấy được Đức Chúa Trời thì người đó đầu tiên phải được tái sinh từ Ngài. Phải tái sinh từ Đức Chúa Trời thì mới có thể biết được. Điều thứ hai là bên trong con người đó phải có lời của Ngài, có sim card thì mới có thể thấy được và nghe được tiếng Ngài phán. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó quen ta. Bởi vậy cho nên phước cho những kẻ có lòng trong sạch bởi huyết Chúa Giêsu thì người đó sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ có lời của Ngài, lời đó làm ngươi được trong sạch. Các ngươi được trong sạch bởi lời của ta. Phải có hai điều: bởi huyết của Ngài cho lòng được trong sạch, bởi lời của ta cho các ngươi có sim card ở bên trong thì các ngươi mới thấy được Đức Chúa Trời. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Đi tiếp nào. Tôi chuẩn bị kết thúc rồi, cố một chút nha. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Nhắc lại cùng tôi từ hòa thuận. Ai đã từng một lần trong đời cãi nhau, giơ tay tôi xem. Ai đã từng trong đời một lần, ít nhất hai lần đấm nhau với người khác, giơ tay tôi xem nào. Tôi hồi xưa hay đánh nhau lắm, đặc biệt hồi cấp 1, cuối cấp 1 và đầu cấp 2. Chả hiểu tại sao chúng nó cứ gạo đánh nhau với tôi. Thật ra là có nhiều khi là cứ hẹn nhau kết thúc học là ra cái bãi cỏ đánh nhau, và tôi có cái miếng là gì, chuẩn bị vào đánh nhau đó, là cái tuổi đó là sợ nhất là điều là ngã đập đầu xuống dưới đất. Mà đập đầu dưới đất là chỉ có một cái món võ là gì, mình cứ lừa phía trên này để nó chụp phía trên, mình sắp xuống dưới cầm hai cái chân giật vánh vào cái này đó, là ngã xuống đầu mâm đập dưới đất, đầu đập xuống dưới đất làm cho nó thua khóc là xong, là mình thắng. Dạ, và sợ nhất là đánh nhau là hai anh em ruột là không bao giờ thách đấu, còn bao nhiêu thằng cũng được, nhưng mà miễn là không phải anh em, bởi vì anh em là chúng nó chết với nhau ngay. Nhất là Quảng Phú đang ngồi bên cạnh nhau kia là cả làng sợ cái gia đình Quảng Phú này, vì có mấy anh em là không ai dám đụng vào. Thật ra là Phương rất là đầu gấu vì có sợ gì đâu, vì toàn anh em trai đến bảo vệ. Và hãy lắng nghe này, vì sao chúng ta hay cãi lộn nhau, vì sao chúng ta hay đánh lộn nhau? Câu trả lời không phải vì người xung quanh họ ác đâu, bởi vì ở bên trong chúng ta đây này có một trận chiến chúng ta chưa giải quyết được. Thành ra cứ nhìn người nào cũng cảm thấy muốn đánh nhau, mọi người hiểu không? Thành ra là vì trong lòng chúng ta bất ổn cho nên mặt người nào chúng ta thấy định kiến là lừ muốn khiêu khích với mình. Còn nếu ở trong lòng chúng ta mà có sự hòa thuận thì chúng ta sẽ có hòa thuận với người khác. Thành ra có ba cái mà nói về sự hòa thuận. Một, bạn muốn hòa thuận ở trong lòng được là bạn cần phải hòa thuận với Đức Chúa Trời trước. Khi bạn hòa thuận với Đức Chúa Trời thì bạn sẽ có hòa thuận ở trong lòng. Khi bạn hòa thuận với Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh chép rằng ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Khi có Chúa đấng bình an bước vào lòng của bạn thì ở trong lòng bạn có sự bình an. Và khi lòng bạn có sự bình an rồi nhé, bạn nhìn thấy người nào cũng muốn ôm à, bạn nhìn thấy người nào cũng muốn hôn à, bạn nhìn thấy người nào cũng thấy thân thiết à. Còn nếu như bên trong mà có chiến tranh nhá, bạn thấy người nào muốn đấm nhau, bạn thấy người nào muốn khiêu khích, bạn thấy người nào muốn là phạt vạ. Bởi vì bên trong có trận chiến. Trận chiến từ bên trong này nó sẽ ra bên ngoài. Amen. Thi Nhân Việt Nam có câu nói rằng người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Lòng mà buồn có lầu son gác tía thì cũng chả thấy vui. Lòng mà vui thì dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Những cái mà bỏ đi đó, mang vào nấu mà lòng nó đang được yêu nhá, cái gì cũng là ngon hết. Thầy anh chị em ơi, hòa thuận với con người, đầu tiên bạn phải hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và bạn có hòa thuận từ bên trong mà bạn mới có hòa thuận ở bên ngoài. Amen. Thầy ra Chúa mới nói rằng phước cho những kẻ có sự hòa thuận. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Khi bạn có sự hòa thuận với Chúa, bạn sẽ dễ làm con người khác hòa thuận lại với nhau. Bởi vì ở trong bạn đã có đấng hòa thuận rồi. Bạn sẽ kêu gọi những người khác hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Phước cuối cùng là phước số 8, câu số 10 này. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Hãy nhắc lại cùng tôi, bắt bớ vì sự công bình.
đọc to nào, bắt bớ về sự công bình. Có rất nhiều người bị bắt bớ từ người khác bởi cái tội của mình. Có rất nhiều người bị người khác bắt bớ bởi sự ngu ngốc của mình. Có rất nhiều người bị bắt bớ bởi vì tội chúng ta cướp giết, kiêu ngạo. Thật ra ở đây phước chỉ khi nào chúng ta bị bắt bớ vì sự công bình thôi. Chứ nếu chúng ta ăn cắp mà bị bắt bớ, nếu có những con người Việt Nam đi ăn trộm chó đó, mọi người biết không, có những người ăn đi đánh bả chó xong rồi đi bán chó cho những cái hàng quán để thịt, bị nó đánh cho, bị nó bắt đánh cho, cái đó không phải là phước. Ở đây kinh thánh không nói là phước cho những kẻ đi bắt chó bị đánh, ăn trộm mà bị đánh đó chuyện mà chuyện bình thường, chửi bới người khác mà bị người ta đánh lại đó chuyện bình thường. Nhưng đây lời Chúa nói rằng phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Câu cuối cùng, câu 12 nào. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Có hai câu kinh thánh mà bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe này. Chúa nói, ta mang sự bình an ta cho các ngươi. Một câu khác Chúa nói rằng, đừng tưởng ta mang sự bình an đến cho thế gian, ta mang gươm giáo đến cho thế gian này. Ta sẽ chia bà già với con dâu, ta sẽ chia anh em với nhau, cha mẹ với con cái. Hãy nhớ, với chúng ta là con cái Chúa, Ngài mang sự bình an trong lòng của mình. Còn với thế gian là nơi có một ổ đánh bạc, ánh sáng của Chúa đến. Những kẻ nào mà tin Chúa không còn đánh bạc nữa sẽ tách ra đứng một bên. Còn những kẻ nào vẫn ham đánh bạc trong bóng tối sẽ đứng sang một bên. Bỗng nhiên cái sòng bạc đó chia ra làm hai. Chúa mang tới sự chia rẽ với thế gian, mà Ngài mang sự bình an cho con cái của Ngài. Còn thế gian, Ngài mang sự chia rẽ tới. Và khi bị chia rẽ chắc chắn sẽ bị bắt bớ. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Thật ra hãy lắng nghe. Nếu mà bị bắt bớ vì danh Chúa Giêsu, thì lời Chúa nói rằng hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Anh chị em ơi, bắt bớ vì danh Chúa không phải là khổ nạn, được phước đó anh chị em. Khóc nhiều, đau nhiều, đớn nhiều, tủi nhiều, cô đơn nhiều, nhưng mà đợi thêm thời gian. Tôi nhớ tháng 5 2015, Chúa phán với tôi tại California, tên ta, danh của ta, đấng sống, đấng lạ lùng và đấng diệu kỳ. Tháng 5 đó tôi đứng tại chỗ này giảng này, tôi đâu có biết được rằng ba cái danh đó Chúa ban cho tôi trong 3 năm sau đó. Năm đầu tiên hãy cắn răng, ngậm miệng lại và biết rằng ta là đấng sống, ta biết mọi sự, không cần ngươi phải thanh minh. Năm thứ hai nằm trên giường bệnh, rách động mạch chủ bụng, chết rồi. Chúa nói ta là đấng lạ lùng, con đường của ta không phải con đường của ngươi đâu. Ngươi cứ tưởng rằng là không đi qua giường bệnh là khỏe à? Không, ta cho qua giường bệnh thì mới khỏe. Amen. Ta cho nổ lốp xe thì mới an toàn. Amen. Nhiều khi nổ lốp xe mà mình tưởng là lại là phá hoại, không phải nổ lốp xe mà là an toàn. Còn nếu không nổ lốp xe, nó nổ lúc khác là chết luôn. Bởi vì cho nên có nhiều khi con đường của Ngài rất là lạ lùng. Còn đến năm thứ ba là năm này này, đó là năm của sự diệu kỳ. Người sẽ thấy sự diệu kỳ. Bởi vậy cho nên anh chị em đừng sợ trả giá cho Ngài. Amen. Có nhớ ba thiên niên Hebrew không? Bị vứt vào lò lửa, họ nói một câu nói đặc biệt này: Chúa của tôi sẽ cứu chúng tôi ra khỏi lửa này, dầu chẳng vậy thì chúng tôi cũng không thờ lạy bức tượng của vua đâu. Dầu có phải chết thì chúng tôi cũng không thờ lạy bức tượng của vua đâu. Người ta quẳng, vua nói rằng chúng bay, hãy cho lò lửa nóng gấp 7 lần. Mang ba người này vứt vào lò lửa, mới đến cửa thì những kẻ mà vứt vào đã chết cháy rồi. Còn ba người này bị vứt vào lò lửa, họ đi lại bên trong, ngồi uống chè ở trong đó với một người thứ tư. Nebuchadnezzar bảo, tại sao ta nhìn thấy người thứ tư mà người thứ tư giống như hình con của Đức Chúa Trời vậy? Chúng bay cho ba người kia đi ra. Thầy kinh chép rằng lúc vứt họ vào, tay họ bị trói, lúc họ bước ra, tay không còn bị trói nữa. Vua lại gần, ngửi, ồ, áo không hề có mùi khói, tóc không hề bị xém, thân thể không hề bị hại, mà dây trói đã bị đứt tung rồi. Hay không? Quần áo vải không hề bị cháy nhá, mà dây trói chặt như vậy đứt tung. Chúa làm việc hay không?
Bởi vậy cho nên ở trong lò lửa nha, có rất nhiều cái tội kín giấu của bạn mà bình thường không thể giải phóng được. Chúa cho bạn vào trong lò lửa, ở trong đó đó được giải phóng. Có nhiều cái mà những cái tội mà vợ bạn không hề biết, chồng bạn không hề biết, bạn toàn làm phòng kín thôi. Mà mỗi lần bạn làm như vậy, bạn hối hận, bạn khóc lóc, bạn ăn năn, nhưng mà vẫn tội nào trước nào tật đấy. Nhưng mà Chúa quẳng bạn vào trong lò lửa nhá, đưa vào bạn trên giường chết nhá. Ở nơi đó đó, bạn sẽ ăn năn một cách thống thiết. Bạn sẽ khóc như chưa bao giờ được khóc. Bạn sẽ gào như chưa bao giờ được gào. Bạn sẽ hướng nguyện với Ngài rằng: Chúa ơi, giải phóng con sẽ không còn là con người cũ nữa. Và bắt đầu Chúa nói rằng: Ok, hỡi con cá, hãy nhả tên này ra. Và con cá há miệng, nhả Jonah ra. Bạn đứng trên đất mới và con người hoàn toàn mới, đi ra tay không còn bị trói nữa. Bạn vẫn là con người bình thường như lúc vứt vào, nhưng điều đặc biệt ở chỗ dây trói đã bị đứt tung ra. Bạn được thay đổi trong tính cách. Lắng nghe này, bạn được thay đổi trong tính cách. Cho nên sự hoạn nạn đôi khi tốt cho mỗi chúng ta. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: Giàu phải chết, chúng tôi cũng không sợ đâu. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.